làm việc vất vả, thậm chí đánh đổi cả mạng sống. Công nhân khai thác lưu huỳnh chỉ nhận được hơn 7 đô la trên ngày. Nhiều người đã bị bỏng, rách da trong quá trình làm việc quá vất vả, không ít bị ngã khi mang vác và tử vong. Khai thác lưu huỳnh bên miệng núi lửa đang phun, nghề nguy hiểm nhất hành tinh. Núi lửa Ijen ở Đông Java, Indonesia là địa điểm du lịch nổi tiếng với hồ axit màu lục lam luôn bốc lên làn khói trắng nồng nặc từ lưu huỳnh bốc cháy. Nơi đây cũng có hàng trăm công nhân khai thác lưu huỳnh tại miệng núi lửa bất chấp nguy hiểm và vấn đề sức khỏe. Bắt đầu lưu huỳnh ở thể khí sẽ hóa lỏng và được dẫn vào hệ thống đường ống khổng lồ chảy tới điểm tập kết trước khi nguội và chuyển sang thể rắn. Làm việc ở đây có khoảng 200 công nhân sẽ khuân vác 14 tấn lưu huỳnh từ miệng núi lửa Yên xuống để bán cho nhà máy mỗi ngày. Được bao bọc trong khói và hơi độc, những người thợ mỏ vứt đi các khối cứng và vận chuyển từ 70 đến 90 kg quặng lưu huỳnh khỏi miệng hố 2 lần một ngày. Trung bình, họ kiếm được 5 USD cho mỗi chuyến đi. Mặc dù công việc khai thác tại núi Ijen có nhiều tiềm năng nhưng cũng chứa rất nhiều nguy cơ, đặc biệt về sức khỏe. Nhiều thợ mỏ không có đủ tiền mua thiết bị bảo hộ như găng tay và mặt nạ, đôi khi họ chủ động từ bỏ chúng vì đeo các thiết bị này có thể cản trở công việc khai thác. Khai thác lưu huỳnh là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới khi công nhân phải làm việc trong môi trường độc hại mà không có bất kỳ đồ bảo hộ nào. Những người thợ ở đây phải hít khí độc 12 giờ trên ngày mà không có quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc, còn những người có mặt nạ để dùng thường do khách du lịch tặng lại. Mặc dù vất vả là vậy nhưng những người lao động ở đây vẫn chấp nhận công việc này vì không có nghề nào trả lương cao hơn cho họ. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với nồng độ lưu huỳnh dioxit cao gây phơi nhiễm mạn tính, dẫn đến khó thở, tắc nghẽn đường thở, làm suy yếu chức năng hoặc thậm chí là tử vong. Vào tháng 3 năm 2018, hàng trăm người xung quanh núi lửa Ijen buộc phải sơ tán nhà cửa và 30 người đã nhập viện sau khi núi lửa phun khí độc. Dẫu vậy, miệng núi lửa độc hại nhưng xinh đẹp của núi Ijen vẫn là cảnh tượng đầy quyến rũ. Núi Ijen, ngọn núi lửa đang hoạt động ở Đông Java, Indonesia, nổi tiếng với hiện tượng xuất hiện ánh lửa xanh bí ẩn vào ban đêm. Đây là hiện tượng lưu huỳnh trên miệng núi lửa bị đốt nóng ở nhiệt độ cao và tạo thành những ngọn lửa lớn có màu xanh lam. Trên miệng núi lửa Ijen còn có một hồ nước màu xanh ngọc, nồng độ axit sulfuric cao. Khói bốc cuồn cuộn, mặt đất và đá được bao phủ bởi bột lưu huỳnh màu vàng nhạt, chất lỏng lưu huỳnh chảy ra màu đỏ như máu, khí lưu huỳnh nồng nặc gần như khiến người ta ngạt thở. Một ngọn núi lửa đang hoạt động đầy rẫy nguy hiểm rất giàu tài nguyên quặng lưu huỳnh, những thợ mỏ liều mạng khai thác mỗi ngày để duy trì sinh kế. Hiện ở Indonesia, có hơn 1 triệu người sống và làm việc gần núi lửa. Những người thợ mỏ làm việc gần miệng núi lửa Ijen, họ trèo qua các mặt đá sắc nhọn và dốc xuống miệng núi lửa đang hoạt động cao hơn 2.700m, có nguy cơ phun trào bất cứ lúc nào. Các giỏ lưu huỳnh đã đầy ắp và các thợ mỏ cần đưa chúng ra khỏi miệng núi lửa. Lưu huỳnh này cuối cùng sẽ là nguyên liệu để sản xuất nhiều đồ gia dụng. Mỗi buổi sáng, những thợ di chuyển từ khu tập thể nằm ở lưng chừng núi lên đỉnh núi, rồi tiếp tục xuống đáy và bắt đầu công việc thường ngày. Mỗi người cầm theo một thanh sắt giống xà beng và chiếc giỏ cũ nát,
họ đeo chiếc giỏ sau lưng, vác lưu huỳnh đã nguội từ đáy núi lửa lên đỉnh núi rồi lại xuống nơi tập kết ở lưng chừng núi. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều nhất 2 đến 3 chuyến trên ngày, hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Những thợ mỏ đắm mình trong khói lưu huỳnh dày đặc, họ không có biện pháp bảo vệ, thậm chí mùi lưu huỳnh khó chịu đến mức không thể ngửi nổi, họ chỉ lấy khăn bịt miệng và mũi lại. Hoàn cảnh làm việc vô cùng nguy nan. Dưới phong nền màu vàng bắt mắt, bạn có thể chứng kiến thế giới u ám nơi những người lao động Indonesia vì mưu sinh mà bất chấp hiểm nguy, thậm chí có thể đánh đổi bằng cả mạng sống.